là một số cây, một số năm cánh trắng mắt trâu rất là đẹp, có những thời điểm lên đến 1 tỷ đồng một cây. Hôm nay chỉ còn lại là bao nhiêu ạ? 150.000. Giá này cực kỳ yêu thương cho anh em số 26. Số 25 vẫn là năm trắng mắt trâu, cũng chia sẻ cho anh em một cái mức giá là 150.000. Và số 24 cũng chia sẻ cho anh em một cái mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ với 150.000 thôi. Anh em chốt đơn thì liên hệ trực tiếp. Đó, rất là yêu thương. Tiếp tục, ở đây có số 12, năm cánh trắng Juret. Rất là vừa tiền hợp lý. Để chia sẻ cho anh em giá 500.000 đồng. Số 13 cũng rất là hợp lý, cũng chia sẻ cho anh em giá 500.000 đồng Juret nhé, rất vừa tiền. Số 16, năm trắng khổng tước 400.000. Và hôm nay sẽ xả cho anh em luôn 300.000. Rất tuyệt vời. Và lên số 17 khổng tước cũng chia sẻ cho anh em giá 300.000, rất tuyệt vời. Mầm gốc đã lên như hình. Tiếp theo là đơn số 18 người đẹp phương Tây. Kỳ này rất đẹp, chia sẻ cho anh em mức giá là 400.000. Số 15 người đẹp không tên, chia sẻ cho anh em cũng mức giá là 400.000. Rất là vừa tiền. Trước kia khoảng 2 đến 3 tỷ. 16 400.000 đẹp. Quá yêu thương. Tiếp tục là số 20 Ngọc Sơn Cước, chỉ với mức giá là sao 300.000 đồng. Số 19 Ngọc Sơn Cước chỉ mới mức giá là 300.000 đồng. Số 18 Ngọc Sơn Cước chỉ với mức giá là 300.000 đồng. Đó. Tiếp theo, một chậu hồng Phú Quốc chỉ với giá là 250.000. Rất tuyệt vời, rất yêu thương. Một đơn số 23 hồng Phú Quốc chỉ với giá là 150.000 đồng. Đó. Tiếp tục một kỳ người đẹp Bình Dương số 11 600.000 đồng, chia sẻ yêu thương cho anh em hôm nay nhé. Giá bao nhiêu ạ? 500.000 đồng cho anh em sưu tầm. Đó, không có giữ giá làm gì cả. Đơn số 10 Juret, chia sẻ cho anh em 1 triệu hôm nay lấy anh em bao nhiêu ạ? Chỉ với 900.000 đồng. Và đơn số 9 Juret 1 triệu, chia sẻ anh em 900.000 đồng. Tiếp theo đơn số 6 năm trắng Kinh Bắc, chia sẻ anh em 5 triệu, hôm nay lấy anh em 4,5 triệu. Và đôi mắt Pleiku, chia sẻ yêu thương cho anh em 2,5 triệu. Và hôm nay lấy anh em bao nhiêu? 2 triệu đồng. Đơn số 4 đôi mắt Pleiku 2,5 triệu, lấy anh em 2 triệu đồng cho anh em sưu tầm, rất vừa tiền. Tiếp theo một đơn số 2 Bảo Duy rất vừa tiền, mầm gốc đang chuẩn bị lên, chia sẻ anh em mức giá là 2,2 triệu. Hôm nay lấy anh em 2 triệu đồng cho anh em sưu tầm. Một đơn số 1 Bảo Duy, con này thì chia sẻ anh em 1 triệu. Hôm nay lấy anh em bao nhiêu? 700.000 đồng cho anh em sưu tầm. Mầm gốc đang chuẩn bị đi ấy rồi nhé. Đó. Tiếp tục số 31 Vĩnh Khang, chia sẻ 500.000 đồng. Vừa tiền, hợp lý. Đơn 30 Vĩnh Khang chia sẻ cho anh em cũng là 500.000 đồng, vừa tiền hợp lý, rất yêu thương. Đó. Và đơn 29 Vĩnh Khang 1.600.000 đồng, chia sẻ anh em 1,5 triệu đồng. Đó. Có anh em bảo là bán đắt. Và giá này giá cực kỳ giá trị, thoải mái hết mức rồi. Anh em có thể sưu tầm được. Đó, và video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bác anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và tạm biệt.